cả nhà Nam đang đi vào hệ thống tàu điện ngầm của Trung Quốc ha. Chúng ta có thể xem đây là một cái hệ thống mà tương lai Việt Nam sẽ có ngay tại Sài Gòn. Hiện giờ thì robot của con robot mà đào tầng hầm cái metro số 1 Bến Thành xuống Suối Tiên đang đào ở khu vực nhất. Đây chúng ta sẽ thấy đây là Nam đang xuống ở cái tầng thứ hai của hệ thống ngầm dưới đây. Chúng ta thấy rất là đông người có họ đang đi vào trong cái hệ thống tàu điện. Nam nghĩ là khi mà hệ thống tàu điện mà nó phát triển như thế này á thì nó sẽ giúp cho cái khu vực Sài Gòn của mình giảm bớt cái lưu lượng người đi xe máy cũng như ô tô, từ đó sẽ giúp cho hè phố rất là thông thoáng. Chúng ta sẽ thấy một cái Sài Gòn văn minh hiện đại, một phần bộ mặt của Việt Nam sẽ tuyệt vời hơn với cái du khách quốc tế như là các kiều bào của chúng ta khi về Việt Nam cũng sẽ cảm thấy cái sự văn minh, sự trong sạch đối với cái không khí như là tình trạng kẹt xe hiện nay đang rất là khủng khiếp ở khu vực nội đô của Sài Gòn. Mà có hàng người buổi sáng kéo vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái khu vực để mà check. Đây là cái khu vực mà mình check an ninh đối với những cái đồ đạc mà mình mang theo ha. Nó sẽ có cái máy quét để đảm bảo an toàn cho tất cả người đi. Sau khi đi qua cổng an ninh thì chúng ta sẽ đến những cái đường để chúng ta sẽ check in với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục xuống hầm nha. Rồi đây là hệ thống tàu điện ngầm. Nó có những cái gọi là cái line. Lại thì khi chúng ta xem chúng ta sẽ biết được nó sẽ chạy qua những cái vị trí nào. Thông thường đây là khoảng 5 phút chúng ta sẽ có một cái line đi đến. Đây là những người họ đã bắt đầu đi. Ok, bây giờ là chúng ta đã bắt đầu bánh. Đây đang đi xuống đảo Biển Ngầm. Trên này thì rất là nhiều người đang đến ha. Đây rất là cái khu vực đây là rất là những người đang đến ở đây. Đây là bằng dụng của chúng ta cũng đang chạy đi làm điện ngầm. Có một cái bảng điều khiển để biết cái xe của mình, cái tàu điện ngầm mình nó đi đến cái trạm nào ha. Ở đây cái chỗ nhấp nhớ vào và cái tên nè. Đây là chỗ cái tàu mình đang ở vị trí ga này đến ga kia. Thì đã thấy mỗi ga là nó cách nhau khoảng chừng 3 đến 5 phút tàu chạy với tốc độ rất là cao ha. Nó ghi là next station nè. Đấy, ok, như vậy là chúng ta đã đi xong cái tàu điện ngầm mà bây giờ Nam bắt đầu đi lên phía trên ha. Chúng ta đã ra khỏi tàu điện ngầm. Thì về cái trải nghiệm tàu điện ngầm thì chúng ta sẽ thấy nó gọi là đi rất là mượt ha, tốc độ rất là nhanh, khoảng trung bình là khoảng 70 đến 80 cây số một giờ. Đó. Và chúng ta thấy mặc dù là đứng giống như là xe buýt vậy nhưng mà thực ra xe chạy rất là êm và đi tốc độ nhanh. Một bà nên nó không có gây ra cái sốc giống như là xe buýt thắng đâu. Và tốc độ nhanh này chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Do đó mà cái tàu điện ngầm là một cái giải pháp rất là tuyệt vời cho cái vấn đề về phương tiện công cộng. Ok. Đây là một cái bảng tổng quan. Ta đang đứng đâu để chúng ta có thể ra đúng cái cổng ở bên ngoài, đúng cái đường mà mình muốn, bởi vì nó sẽ lên rất là nhiều cổng ra ha. Rồi và Nam và bạn đồng hành là quyết định là sẽ đi ra ngoài cổng hát ha. Nó có rất là nhiều cổng để mà mình ra, tương đương với những cái đoạn đường ở phía trên cái tầng hầm này.
Đó, chúng ta thấy một cái cổng nó ra rất là lớn. Rồi, ánh sáng ở phía cuối đường hầm nha. Rồi, mình đang nghe xích ra. Ok, thì Nam muốn chia sẻ một số cái trải nghiệm mà mình đi cái tàu điện ngầm, cái mà sẽ xuất hiện trong 1-2 năm tới tại thành phố Hồ Chí Minh, mà nghĩ chắc chắn là nó sẽ lan rộng ra cả nước, bởi vì cái sự tiện lợi, cái giải quyết được những cái vấn đề mà bất cập của tình hình giao thông tại Việt Nam, và nó sẽ mang lại một cái gọi là một cái thói quen mới dành cho người Việt Nam mình, mang lại cái sự văn minh, tránh những cái tình trạng kẹt xe quá tải như hiện tại. Rồi, chúc cả nhà một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.